là tác giả của ý tưởng về mạng xã hội Facebook. Và sau đó thì mọi người đều biết là các ông đang trên con đường đi tìm một Facebook thứ hai. Và kết quả hiện tại thì như thế nào? Yeah, I think we found it in. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã tìm thấy điều đó ở Bitcoin, ở tiền điện tử. Nó cũng đã tạo được nhiều dấu ấn trước truyền thông và chắc chắn sẽ còn thu hút hơn nữa trong tương lai. Khi mà chúng tôi tiếp tục xây công ty mới, chúng tôi đã sử dụng công nghệ chuỗi khối blockchain và tạo ra Gemini.com, sàn giao dịch tiền điện tử, và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Tại một số quốc gia thì các ngân hàng có vẻ như là không chào đón lắm với cái xu thế cryptocurrency, xu thế tài chính điện tử. Công nhận định như thế nào về điều này? Tôi nghĩ là mọi người đang có cái nhìn chưa chính xác về cryptocurrency và tiền điện tử. Thực chất thì không hề có sự xung đột nào giữa chúng với ngân hàng, mà nó hoàn toàn có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để hoạt động tài chính hiệu quả hơn. Tất nhiên sẽ cần có thời gian để suy nghĩ của mọi người trở nên tích cực hơn. Vậy thì công có thể có những cái nhận định gì về xu hướng phát triển công nghệ trong tương lai? Nếu như năm trước thì chúng ta còn chưa biết gì về tiền điện tử, thì nay nó đã được biết đến nhiều hơn, và tôi nghĩ rằng xu thế công nghệ trong thời gian tới thì vẫn sẽ là tài chính điện tử, bên cạnh đó là trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng của nó. Chúng tôi làm việc cùng nhau và tôi không có thêm ý kiến gì khác. Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi bây giờ là tiền điện tử và muốn nó trong 5 năm tới sẽ trở nên hữu ích hơn. Tiền mặt sẽ dần biến mất khỏi cuộc sống. Tiền điện tử sẽ có thể làm được tất cả những điều mà tiền mặt đang làm. Tôi không chắc là 20 hay 25 năm nữa thì ở Mỹ hay Việt Nam người ta có dùng tiền mặt nữa hay không, nhưng chắc chắn là sẽ có thêm nhiều công nghệ không tưởng trong tương lai. Rất cảm ơn hai ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.